gì anh cái lô chuồng của hẩm chưa tới 500 chậu mà hả có 10 cây sổ chớp này hả trời đất ơi còn nhiều không anh còn nhiều không rồi 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 để em đến liền nha trời ơi quá chấn động mà em phi đến liền rồi cô chú anh chị ơi tin được không em vừa nhận được một cái thông tin vô cùng chấn động luôn là cái vườn này của chú anh chị mình ha có tầm khoảng là chưa tới 500 chậu chuồng nhưng mà đã có 10 chậu chuồng chớp sổ ra rồi mọi người ha Đó và những chậu chuồng đó thì khách đã đến mua thì nhà vườn đã chia sẻ cho khách rồi cô chú anh chị Nên là em đã vượt tầm khoảng cách xa vườn em khá xa của anh chị mình ha Đó để đến tìm cho cô chú anh chị mình một cái lô chuồng sổ chớp của chú anh chị Ngoài cái mặt hoa sổ chớp là thuận và nghịch ra thì chuồng có một cái khuôn hoa thường của nó đây của chú anh chị mình xem hoa nè đó, vô cùng ấn tượng luôn ha mọi người ha. Cánh hoa kiểu như nó kết hợp màu sắc vô cùng nhẹ nhàng luôn. Đó, trên cánh hoa có những cái đường gân nè cô chú anh chị. Và cái dòng này hiện tại lô này cô chú anh chị ha và có cái dòng cái um, sổ chớp, đó những cái cây bụi lùm như thế này đây. Với cái lô chuồng sổ ngày hôm nay thì em vừa à, sưu tầm cho cô chú anh chị mình được những cái chậu chuồng sổ bụi lùm như thế này đây. Đó, đây. Cây vẫn đang đi ngọn và là cây tơ zin hết về cho mình sổ mọi người ha. Đó. Đây mọi người xem nè, cây vô cùng là lùm luôn. Và những cái chậu này á thì đang chờ sổ bông. Đó nên là bên em cũng chưa biết được cây nào sổ hết. Mà khi mà sổ rồi thì cô chú anh chị mình biết được cái chậu một chậu chuồng như thế này á tầm khoảng là 10 triệu đồng nha mọi người nha vô cùng là giá trị luôn đó cho nên là mọi người ai có yêu cầu nhu cầu yêu thích cái mã chuồng này thì nhanh tay để lại thông tin dưới phần bình luận dùm em bên em sẽ liên hệ chốt đơn cho cô chú anh chị mình những cái combo chuồng đó, với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn Chỉ 185 ngàn cho một combo chuồng sổ 3 chậu như thế này Bên em bao phí ship nha Rồi để lại thông tin dưới phần bình luận dùm em